Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng tool D11 Spy. Thì trước tiên là D11 Spy là một cái tool hỗ trợ mọi người có thể tracking toàn bộ các bài quảng cáo ở trên Facebook. Ví dụ bạn đang bán áo trên Facebook, bạn đang bán Shopify các sản phẩm vật lý trên Facebook thì tất cả mọi thứ thì tool D11 Spy sẽ hỗ trợ bạn tracking ra được các cái thông số như là like, share và comment. Rồi các cái biến động của các bài post đấy. Thì đầu tiên mình sẽ đi một lượt các cái tính năng của Tool Demo Spy. Đầu tiên là tính năng search. Thì bạn có thể search theo rất là nhiều thứ khác nhau. Ví dụ đầu tiên là search từ khóa. Đây, cái dấu chấm hỏi này là các cái công cụ search có thể hỗ trợ bạn. Bạn có thể search theo domain, search theo pixel, search theo page ID hoặc là page name. Mình sẽ demo bây giờ. Đầu tiên là search keyword. Thì đầu tiên match là bạn search theo từng từ một, ví dụ như là search mỗi dog không đấy thì nó sẽ ra toàn bộ các bài quảng cáo liên quan đến dog, hoặc là search theo một cụm từ ví dụ như là love dog thì ra rất nhiều các bài quảng cáo mà chứa chữ love dog ở trong cái bài quảng cáo đấy. Đây, ví dụ đây là fanpage của nó chứa chữ này. Thứ hai là các bạn có thể search theo domain. Bạn có thể là bằng cú pháp là domain 2 chấm và cái domain của các bạn muốn tìm kiếm. Thứ ba là các bạn có thể search theo fanpage thì là page 2 chấm rồi cái ID page đấy hoặc là tên của cái fanpage đấy. Các bạn có thể một cái nữa, các bạn có thể search theo pixel. Đây là thông tin về pixel. Đây là thông tin về pixel, bạn chỉ cần gõ pixel 2 chấm và dòng pixel này thì nó sẽ ra toàn bộ các bài quảng cáo của cái pixel đấy. Tiếp theo thì đây là toàn bộ các cái mà có thể hỗ trợ các bạn search. Thứ hai là like, thì có thể search like theo min hoặc là max, ví dụ như là min là 10 like hoặc là đến max là khoảng 50.000 like đi. Đấy, thì nó ra đấy rất là nhiều. Comment cũng tương tự như vậy, cũng có min và max. Post time thì là có các khung giờ post, khung giờ các bạn search thì có thể là 24 giờ, 3 ngày, 6 tháng, 1 tháng tùy. Platform, đây là các cái platform mà hiện tại Tool Demo Spy đang hỗ trợ. Các bạn có thể search theo là tất cả các platform POD, tức là print on demand, ví dụ như là T-Chip, Kielon, Viral Style, rồi Burger Print, rồi Merchai, là TZLi, rất nhiều Gearbubble, Hotting Rocket, tức là tất cả các cái platform hiện tại. Cái thứ hai là các bạn có thể search theo Shopify. Thứ ba là search theo Shopee, WooCommerce, BigCommerce, ST, tích hợp luôn cả ST thì tức là rất nhiều cái platform có thể để mà mời Spy hỗ trợ các bạn tìm kiếm thông tin. Và cái cuối cùng là cái short là các bạn search theo gì? Các bạn có thể search theo trending. Trending là tất cả các bài post mà nó nổi lên trong vòng khoảng 30 ngày gần nhất. Recent trend thì mình phân ra hai cái này. Recent trend là hỗ trợ các bạn lọc ra các bài post nổi lên và trong vòng thời gian ngắn gần đây. Thì bạn có thể để ý đây. Đây là số lượng like mà tăng đột biến trong những ngày gần đây. Trong một ngày. Đấy, một ngày. Cái thứ ba là các bạn có thể search theo like. Các bài post mà nhiều like thì sẽ lên trước. Đấy. Rồi search theo comment, share, search theo click và search theo post time. Post time là những bài mà vừa mới lên. Đây, vừa mới lên 50 phút, 50 phút. Vừa mới lên xong thì tool đã track ra rồi, đã kéo hết lên đây rồi. Ngoài ra thì có hai cái tính năng ở trên này là một tính năng bookmark. Các bạn có thể bookmark các bất cứ cái gì các bạn muốn theo dõi mà không phải
lần sau các bạn vào tool không phải làm đi làm lại. Ví dụ các bạn muốn bookmark cái domain này thì các bạn chọn bookmark, chọn cái domain đấy. Hoặc các bạn có thể bookmark cái pixel này, bookmark, chọn pixel, sau các bạn chui vào trong phần bookmark thì các bạn sẽ track ra được tất cả các thông số ở đây. Ví dụ như là một ngày gần đây thì cái pixel này không còn lên 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 đạt nữa. Một ngày gần 3 ngày gần đây thì cái pixel này lên 3 cái ạ. 7 ngày gần đây thì lên 8 cái ạ. 30 ngày lên 5 6 cái ạ. Đấy. Rồi các bạn có thể sửa tên đây cho dễ nhớ. Ví dụ là pixel của ông A gì đấy. Đấy. Đấy, thì sau này các bạn nhìn vào thông số này, các bạn nhìn vào cái này các bạn dễ nhớ luôn là cái pixel này là của ai luôn. Rồi và tính năng cuối cùng là tính năng favorite, là tính năng lưu các bài post mà các bạn thấy thích. Ví dụ mình muốn lưu bài post này, đầu tiên mình phải vào favorite, các bạn tạo các cái folder trước. Ví dụ mình muốn tạo theo nick, mình muốn nick một cái là nick dog, một folder là nick cat, thì các bạn vào ra ngoài các bạn search bất cứ cái bài post nào về dog các bạn thích là các bạn ấn favorite lại, gõ vào dog, cho vào dog. Tương tự như vậy, thích cho về cat. Đấy, như vậy thì các bạn khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ có các folder sắp hết các cái mà các bạn vừa mới favorite lại. Thì như thế là cơ bản là tất cả các cái tính năng mà mình đã giới thiệu qua. Đấy. Hy vọng là các bạn tool này sẽ có ích cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn.